chị làm chạy yếu hơn dữ lắm. Vũ mà nó là gọi là vũ đệ mà nó phải mạnh thôi. Cái chay cá này là mấy ông đừng có ăn nha, thiệt con cá này nè ăn là bắt hiếu, nó cá cha mà. Trời ơi, trời cái gì bự ghê vậy, đô cái vồ trời ơi, tổ bây giờ luôn trời, hãy lên quá dữ rồi, 8 kg luôn. Năm đôi ô quá rồi nè, có bảy, đem giống rồi, có bảy đù quá dữ rồi, hãy lên. Ủa khỏi hả, tao luôn đó quá cá rồi. Ô Phan Vũ ơi, rồi 2 3 4 5 7 8 9 10 con, sao 30 40 con luôn. Chạy vậy rồi hả, đưa Vũ, đưa cá cho dì hai luôn. Dì Vũ cái gì điêu hồng hả? Ô tội tội thì cái điêu hồng thì màu hồng gì chứ sao. Cái điều hồng ăn uống gì thôi đi. Dạ. Biển. Cái đồ biển. À qua cái cao qua, qua siêu queo. Dính gai luôn rồi, dính cái gai trong giò. Con nãy rồi. Kìa. Chắc hồi cá lọt đi hết luôn. Thảy lên đi. Cho con Vũ nó bắt. Cá trắng hay gì đâu ơi, không phải cá cha đâu. Ồ trời ơi, thờ cá đằng hương nó bự kìa trời. Cá còm. Trời ơi, trời cá này. Mời gì trời cá để ăn. Cá gì bự dữ vậy trời. Giỡ trà Dũng bắt gì đó. Tao làm vuột á, làm vuột tay á, tao thả mấy cá con á. Cha. Kia. Cá cha. Thấy đó, để này vô đây dãnh dò anh à, nổi đầu luôn. Đù nó nằm nãy đó, kẹt đó nãy giờ đó. Cái dò có bảy không, bác nặng trước đi, đây thầy lên đây đi. Ừ cái dò có 2 kg á, mập luôn. Chị cho anh thấy cái dò vô bao thêm cho anh. Nhỏ hơn con cá nãy chút. Cá nãy bự tổ dền luôn. Con cá đó với con cá nặng rồi á. Cá nhỏ. Cái đồ biển rồi đó, chích đi cái đồ biển. Cái đồ biển. Đó đó ngay đó luôn đó. Ừ. Tới luôn, tới một chút. Đó. Cái đồ biển nè, tổ bây giờ luôn. Trắng là cá nãy à. Trắng tươi luôn. Đù. Trời ơi, đóng cá luôn kìa. Trời ơi, trời ơi. Quá trời hay luôn rồi. Cái nhà mà cũng tiên tri được. Đâu nhà tiên tri là ông nào đâu? Ông đó đó hả? Cái ông đội nón ông đội sư đó, trời ơi, nhà tiên tri đó chứ. Chị giải vô biết ba con liền trời. Ba con là kéo lên. Ba con liền gan luôn trời. Đã hồi nãy người ta kêu Phan hả chài bị đó, đón trước mấy con đi người ta hả chài. Nhà tiên tri đón mấy con. Đó đâu đó một con thiệt đó. Nhà tiên tri tao đón mà trời ơi cãi không. Còn gì nữa cãi nữa không? Lên đi bắt chạy đi, chạy nữa đón nữa cho
kêu ông nào qua bắt cá. Kêu đây cá kìa. Ừ. Dạ. Yeah. Wow. Trên bãi đó nó đi được hả cha? Dạ, đó. Bỏ luôn thôi. Cái nào xíu trời. Rung lên xíu ơi. Dùm 1,9 ít luôn à. Con dùm 4 ít rồi nè. Đang điều chỉnh. Giác nhìn con cảnh. Ồ dữ quá. Quá nhiều rồi. Hết nổi rồi, hết nổi rồi trời. Ông nói nhà trên kia đó mà nếu đi đảm 15 con. Ây da. Rồi không nổi luôn rồi. Rồi. Đây con rồi, phải. Rồi. Đây. Nó lòng rồi nó bao giờ không được nha. Nặng kìa không? Trời ơi, sao nặng được tao bao? Nó nặng trời. 7 3. Con cá xuống vô đây là nặng. Nó bao nhiêu đây, nó bao nhiêu. Mất bắt đầu quay mấy ông này rồi. Sao cái này sao rồi đi bắt mấy cái này nữa trời mấy ông này ơi. Cá này nó ngon á. Cá này là cá nhỏ mà nó ngon. Không. Sao không đi bắt cá trạch lấu được kia nướng rồi. Thôi giờ dạ, bắt cá trạch lấu. Ở đâu ra? Cá trạch lấu quỷ ơi. Ơ ba nướng cái này còn lâu. Trạch lấu hả? Hồi nãy cá trạch lấu cá chặt kia không chịu nướng, nướng cái đó. Đứng quay quay mà khói phả vô mặt chưa? Phả vô phả vô mặt hết hả? Đứng đâu khói qua đó vậy? Quay theo chiều gió. Đây nè, đứng bên đây nè, quay. Đó trên gió nè. Bắt vô mặt này gió ờ vậy đó. Ngồi gió bên kia kêu qua nó. Gió quặng, gió quặng, gió quặng. Quá ngon. Đó. Qua nữa. Dạ, cái vô đếm hơi sách về. Chị cho nấu cái chua Trung Quốc. Ấy đi mà xuống chuyện ổng để nữa thiệt quá cả đống người bán cái gì tại. Rồi, đi về giờ sạc cái bình. Mà thiệt bạc mướt nè. Rồi đây. Chứ ổng ấy nó sẽ chạy nữa hết rồi. Còn giọng đó thì giọng đó lộn mới chục ký. Dạ. Trời ơi, nó hai ba chục ký luôn, một đống luôn. Cái giọng đó kìa, trên một chục ký đó. Còn rồi, hai ký hay cái mấy. Thả luôn đi. Còn cái đâu có cái